Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Bất Động Sản Khải Hưng Cấp số 22. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên fanpage và YouTube Khải Hưng Cấp. Những thông tin quan trọng về diễn biến thị trường bất động sản tuần qua sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Trước tiên hãy cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay. Thị trường bất động sản bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Lâm Đồng ban hành hai nghị quyết quan trọng về công tác quy hoạch địa phương. Lập hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Bất động sản vẫn là kênh đầu tư có lợi nhuận cao nhất. Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, những ngày đầu tiên của quý cuối năm 2023, hàng loạt dự án quy mô lớn với đủ các loại hình, trải dài từ Bắc đến Nam bắt đầu triển khai chiến dịch bán hàng, tạo nguồn cung thúc đẩy giao dịch cho thị trường bất động sản. Thông tin từ lực lượng môi giới là hội viên của VAT cho thấy đã có nhiều hơn các nhà đầu tư bắt đầu hành trình săn đất ở những khu vực vùng ven của các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá hời, còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo thị trường bất động sản quý 4 sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi với kết quả giao dịch được cải thiện rõ nét so với 3 quý trước đây do niềm tin của nhà đầu tư đang được củng cố. Lãi suất giảm, thị trường đã có nhiều nguồn cung phù hợp. Tuy nhiên, sự phục hồi sẽ đi theo hướng chậm mà chắc chứ không tăng trưởng đột biến trong ngắn hạn do thị trường vừa đi qua một khoảng thời gian trầm lắng chưa được phục hồi hoàn toàn. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành hai nghị quyết quan trọng về công tác quy hoạch của địa phương, đó là nghị quyết số 214 về thông qua quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn là đến năm 2050, và nghị quyết số 218 về phê duyệt kết quả điều chỉnh cục bộ, quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo nghị quyết số 214, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh toàn diện và bền vững, đưa tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước. Và đến năm 2030, đầu tư nâng cao chất lượng đô thị và phân loại đô thị. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, khu vực nội thành gồm 3 quận, 3 thị xã và 3 huyện. Với nghị quyết số 218, Hội đồng Nhân dân tỉnh có quyết định phê duyệt kết quả điều chỉnh cục bộ quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổng diện tích đất quy hoạch sản xuất lâm nghiệp là 596.297 ha, chiếm 60,96% tổng diện tích tự nhiên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Thẩm định Liên ngành để tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư. Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66 km đi qua hai tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, có tổng mức đầu tư dự kiến là 18.120 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm 2023. Cao tốc sẽ kết nối với hai đoạn Dầu Dây - Tân Phú và Bảo Lộc - Liên Khương đang được chuẩn bị đầu tư. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, cải thiện năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông cho quốc lộ 20 đang quá tải, đồng thời thúc đẩy kinh tế du lịch khu vực phát triển và tạo đà cho bất động sản cất cánh. Theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, địa ốc chính là kênh đầu tư có tỷ suất lợi nhuận ngắn hạn cao nhất trong 2 năm vừa qua, lên đến 14% trên 1 năm. Xếp ở vị trí thứ hai là kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lên đến 8,5% trên 1 năm, tiếp đến là vàng SJC là 7,36% trên 1 năm. Việc gửi tiền tiết kiệm đứng ở vị trí thứ tư với lợi suất là 6% trên 1 năm. Riêng với cổ phiếu, đây là kênh đầu tư bị xếp ở thứ hạng thấp nhất khi người tham gia có thể bị lộ đến 20,14% trên 1 năm. Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng, nguyên nhân khiến kênh đầu tư địa ốc được săn đón nhiều đến như vậy xuất phát từ việc các chủ đầu tư liên tục tung các mức chiết khấu khủng. Điều này đã khiến nhiều dự án tiềm cận với giá trị thực. Tuy nhiên, đơn vị này cũng thừa nhận rằng thị trường cũng đang chững lại do một số khó khăn vướng mắc,
trong đó nổi cộm nhất là vấn đề về pháp lý và khả năng tiếp cận nguồn vốn. Ngoài ra, một trở ngại khác đó là việc ba bộ luật quan trọng nhất liên quan đến bất động sản vẫn đang chờ được hoàn thiện. Theo Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam, thị trường đang đón nhận thêm nhiều thông tin tích cực. Nổi bật nhất là sự hạ nhiệt của lãi suất cho vay khi con số hiện chỉ còn dao động trong 8-10% trên một năm. Giữa bối cảnh lãi suất giảm dần, đơn vị trên dự báo tâm lý của nhà đầu tư sẽ được cải thiện. Do đó, thị trường có thể sẽ phục hồi từ quý 2 năm 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản Thái Hưng Cấp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023. Trân trọng cảm ơn quý vị.